Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ có một video về hai sản phẩm mà Ly đã đặt mua. Ly nghĩ là Ly mua hồi đúng không? Thì Ly mua hai sản phẩm này là đầu tháng 9. Đây là hai sản phẩm của Dr. Yard. Nếu bạn nào mà hay theo dõi các cái video về đồ Hàn Quốc hay là các cái mặt nạ Hàn Quốc ấy, thì cũng chắc là cũng đã nhìn thấy cái bộ mặt nạ này rồi. Thì cái bộ mặt nạ này ngoài hai cái Lily có ra thì nó còn có thêm hai loại nữa. Cái đầu tiên đây, cái màu cam xanh này, mặt nạ luminous nghĩa là làm cho da mình bóng khỏe. Cái màu cam và tím thì là mặt nạ elastic nghĩa là làm cho cái da mình đàn hồi tốt hơn. Mai Ly sẽ có một buổi quay phim, thế nên là Ly nghĩ là Ly sẽ dùng với cái bên này trước, còn cái này thì chúng ta sẽ để dành để hôm khác chúng ta sử dụng cái này sau nhé. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thử nghiệm. Và đây là lọ sản phẩm. Như các bạn thấy thì ở đây là nó cái đầu hình mặt người trông rất là creepy. Đây là bao bì của nó. Thì mọi người thấy có chữ Shake and Shot ở ngay đây, và cũng như là hướng dẫn sử dụng ở cái phía này. Và xung quanh thì đa phần là tiếng Hàn Quốc thôi, còn đúng cái phần này hướng dẫn sử dụng là tiếng Anh. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng mở nó ra nhá. Như các bạn thấy thì cái nắp này nó có cái lỗ. Không hiểu cái lỗ này để làm gì ta, nhưng mà nhìn hình mặt người trông creepy vẽ trưởng. Bên trong thì chúng ta có một cái que. Đây Linh nghĩ cái que chúng ta ngấy. Tiếp đến thì chúng ta có một cái này. Đây là cái bước số 1. Ở đây chúng ta có một cái túi này liquid kiểu ampoule, nghĩa là để nó pha trộn vào với nhau. Đầu tiên thì chúng ta sẽ làm cái bước 1, miết cho nó, tại vì Ly cảm giác là đây là Ly làm cái dạng gel thì phải, chứ nó không phải là dạng bột. Đúng rồi, nó là dạng gel mọi người ạ. Đây là bên trong sản phẩm, nó có kết cấu khá là đặc, bóc từ đáy xuống. Nó kiểu đặc đặc đến quá nhỉ mọi người ạ. Trông kỳ lạ nhỉ. Ngoài cái mặt nạ mà có salicylic acid chuyên dành cho da mụn của Dr. Yard mà Ly đã mua đến hộp thứ 3 ấy, thì chưa thử bất cứ một cái sản phẩm nào của Dr. Yard cả. Cả cái mà mọi người nhớ cái viên viên xong rồi nó là mặt nạ cao su nên trên da mặt của mình thì Ly cũng chưa hề dùng cái loại đấy. Thế nên là Ly cũng không biết là nó sẽ như thế nào. Và đây còn một chút xíu, Ly sẽ lấy cái thìa này Ly gạt xuống này. Không bao giờ biết được là mình sẽ lấy được hết cái chỗ này hay không, tại vì nó dạng gói, thế nên nhiều khi nó cũng hơi khó để chúng ta bóc ra. Sau đấy thì Ly sẽ lấy cái bước thứ hai. Đây là dạng nước thì cũng dễ hơn rồi. Nó hơi màu cam cam mọi người ạ. Nó chuyển từ màu đục sang màu cam. Thế đó là do tại sao mà cái nắp này là nó có màu cam. Thì chúng ta sẽ đóng nắp lại thật chặt và dùng ngón tay khóa lại cái phần miệng của cái con này. Và chúng ta sẽ lắc đều. Hình như là nó đang từ lỏng lỏng nó chuyển thành đặc đặc mọi người ạ. Bây giờ Ly lắc thì Ly không nghe hết tiếng nữa. Lúc nãy là còn nghe tiếng kiểu lọc 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 lọc. Bây giờ đặc rồi. Không biết là lắc bao nhiêu lâu thì được nhỉ. Nó chỉ nói là chúng ta sẽ lắc trên khi nó trộn đều thôi. Mở ra thử xem nào đều chứ nhá. Nó kiểu đặc quánh lại. Và nó bây giờ nó cũng hết màu cam rồi. Không hiểu sao lúc nãy thì thấy màu cam rồi hết màu cam. Thôi cứ đóng lại và lắc tiếp nhá. Ok, chắc là ok rồi đấy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng mở ra. Và đây là cái hỗn hợp ở trong đấy. Đây là hỗn hợp của nó. Nó kiểu hơi có màu cam thôi, nhưng mà nó cũng rất là đặc quánh ấy. Mét nó cái đống ở trong cái phần nắp này, tại vì đi thấy nó dính ở phần nắp cũng khá là nhiều. Và cái kết cấu của nó kiểu đặc quánh ấy mọi người ạ. Chúng ta sẽ dùng nó trong khoảng 15 đến 20 phút. Và xong rồi sau đấy chúng ta sẽ bóc ra. Ồ, cái này là dạng bóc à? Hay đấy, được, ok. Cái thìa này cũng dễ đấy. Và nó nói là sau khi mà chúng ta đã lắc đều cái này xong ấy, thì chúng ta phải bôi ngay lên trên mặt trong vòng 2 đến 3 phút, không còn nó sẽ bị đặc quánh lại. Thì để lưu ý cho các bạn ấy, chứ không phải là ngồi cứ lắc lên tọa xong rồi không dùng nó lên trên mặt đâu thì nó cũng không được. Thơm phết mọi người ạ. Khá là thơm đấy. Cái này tay cầm hơi khó. Đầu Ly đắp khá là dè sẻn, nhưng mà bây giờ thấy ở trong lọ cũng còn khá là nhiều, nên là chúng ta sẽ không dè sẻn nữa nhá. Biết là tí nữa sẽ thành cái hình gì để mình có thể bóc được đây. Mùi thơm lắm mọi người, kiểu dễ chịu ấy. Nó cứ chảy chảy mọi người, nhìn thấy nó chảy bên này không?
gắn đều ra giống như là chúng ta viết kem ấy. Mọi người ở đây ai mà hay viết bánh kem hoặc là kiểu khéo tay thích làm bánh kem thì viết cái này sẽ đẹp hơn ly. Hình như là chỗ này nó nhiều hơn cả cái mặt của ly nó cần thiết và mọi người ạ. Ai đắp lên cả cổ nữa, cho là nước phí. Thì dù sao cổ cũng là cái phần mà dễ lão hóa của chúng ta mà. Nào ly đắp mặt nạ giấy ấy, ly còn cái serum ở trên đấy ly cũng toàn đắp lên cổ nữa. Xem chỗ nào còn thiếu chúng ta đắp lên trên nha. Nó cứ chảy chảy mọi người ạ. Thực ra là kiểu không phải chảy như là kiểu liquid hay là nó kiểu chảy như nước mà nó kiểu buồn cười ấy. Trông như là mình đang bôi bã đậu ở trên mặt. Vẫn còn sao giờ? Ly thấy là mặt Ly không còn chỗ nào để mà. Cái này thì Ly nghĩ nếu bạn nào mà mặt nhỏ hơn Ly thì nên chia sẻ với mẹ hoặc là chị hoặc là bạn để đắp cùng. Chứ còn mặt Ly từ nãy giờ đắp mãi vẫn chưa hết được cái đống này. Nó quá nhiều ấy. Chúng ta đắp thế thôi nhá, không lại thân lửa nặng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đặt đồng hồ 15 phút nha. Và Ly sẽ quay lại với các bạn sau 15 phút để chúng ta cùng bóc cái mặt nạ lại ra trên da nhé. 15 minutes later. Vậy là đã hết 15 phút. Bây giờ thì mặt Ly trông như thế này. Thì chúng ta sẽ zoom gần vào nhá. Ok, và đây là gần mặt Ly nhất có thể. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy là ở đây là nó có những cái phần nó đã bong bong hơi rồi này. Nhưng kiểu bây giờ giống như rubble ấy, nghĩa là kiểu như kiểu cao su ấy mọi người. Chắc cái này sẽ bóc đỡ đau hơn là mấy cái mặt nạ giả keo. Trông ra cũng mịn đấy, không thấy bị đau đâu mọi người ạ. Thường thường mấy cái mặt nạ dạng bóc ấy thì Ly hay bị đau á. Nó bị bám vào da mình quá lâu ấy, xong rồi nó bám nhiều quá. Những cái phần mà ở gần mái với cả gần tóc ấy, nó có lông tơ ấy. Bóc khó dã man, cái đây bóc dễ cực. Qua cái phần lông mày nó cũng không bị đau. Mọi người ơi, đây là miếng đầu tiên ở trên trán. Nó không rứt bất cứ một cái lông mặt nào đâu. Thế nên là bạn nào mà thích mấy cái mặt nạ dạng bóc như này mà không thích nó bị rứt lông mặt thì có thể thử cái loại này nhá. Trông, ôi, nó để lại một cái lớp kiểu như là màng dưỡng ở trên da mặt của mình ấy. Nên cái phần trán này nó bóng bóng đẹp phết. Có vẻ là làm được hiệu quả của cái viện Illuminous rồi đấy. Mặt Ly vẫn còn hơi bị nhiều thâm, mọi người thông cảm. Đây, mặt tiếp này. Nhưng mà trông da mặt rất là không bị khô ấy. Tại vì thường thường những cái mặt nạ dạng bóc thì chúng ta hay có ác cảm với nó là nó sẽ làm cho da mặt mình bị khô. Và cũng như là kiểu nó bị kiểu mất nước. Nhưng mà cái này thì nó lại không hề làm chúng ta cả lớp bị mất nước. Thế nên là Ly nghĩ là nó sẽ rất là phù hợp với các bạn nào mà da nhạy cảm, kiểu da hay dễ tấy đỏ ấy. Thì cái này nó không hề làm cho da mặt mình tấy đỏ tí nào, rất là mịn nữa. Như kiểu cảm giác là chúng ta vừa bôi một lớp dưỡng lên trên da vậy. Sờ lên nó không kiểu nhờn nhưng mà bóc ra thì nó rất là dễ chịu, nó rất là mịn. Và còn một chút xíu những cái xung quanh thôi. Nói chung là bóc rất là dễ. Nó để lại trên da mặt của mình nó cảm giác rất là mát, sờ và rất là mát luôn. Và hơn nữa là nó không hề làm cho da mặt của mình cảm thấy là bị khô. Và chúng ta có thể sẵn sàng là dùng luôn, dù là toner hay là essence lên trên da mặt của mình. Nói chung là Ly thích cái này đấy. Nhận xét của Ly dành cho bạn này đấy chính là Ly rất là thích, rất là mát mặt và rất là dễ chịu. Chắc chắn là Ly sẽ thử cả bạn này nữa khi mà có thể. Nhưng mà nói chung, đây là một cái review chất lượng. Cái khuôn mặt này của Ly bây giờ sẽ được bôi thêm kem một ít kem dưỡng nữa. Nhưng mà để như này mà mình lười ấy, một lúc nữa mình mới bôi không xa. Tại vì nó không bị làm cho da mặt mình bị nhờn hay là bị quá khô. Mặc dù là những cái phần mà gần mái tóc ấy thì nó vẫn bị dính. Thế nên là bạn nào mà có nhiều mái tóc này hoặc là tóc con ở gần cái phần mặt thì nhớ để ý khi chúng ta dùng cái mặt nạ này nhé. Video này của chúng ta đến đây là hết rồi. Ly hy vọng là mọi người đã thích cái video mà Ly thử mặt nạ lên trên da mặt của Ly. Mặt nạ này thì Ly mua ở nhà của beauty.holic ở trên Instagram. Các bạn ý bán bạn này với giá 160.000. Có vẻ thì cái loại mặt nạ này nó hơi đắt so với bình thường một chút. Nhưng mà tuy nhiên Ly thấy là cũng khá là hay để chúng ta lâu lâu đổi gió. Ngoài những mặt nạ, nạ giấy hay là mặt nạ đất sét hay là mặt nạ dưỡng ẩm chúng ta thường dùng thì chúng ta có thể dùng thử loại mặt nạ này, biết đâu nó lại là một cái trải nghiệm vui và cũng như là một cái gọi là phòng thí nghiệm thu nhỏ ở nhà của mình chẳng hạn. Và Ly hy vọng là vừa cái video này thì mọi người đã thích và cũng như là có những cái thông tin hữu ích. Còn bây giờ thì Ly xin phép được chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.